Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến nha. Hôm nay á, là đến với clip á, là bán xe nghe anh em. Đó, nhiều anh em thì lại tiệm cũng biết cái xe này của mình ha. Xe này là xe của mình nha. Thì lúc trước cái dáng khác thì mình để cái hình ở trên đây cho anh em xem. Thì mình đã dọn lại. Đó, sườn bọng này kia ở trong mình đã rửa sạch sẽ lại. Chiếc xe này đầy đủ. Mua về là chỉ á, là chạy thôi, không cần làm gì hết. Tại vì xe này là xe nhà của mình. Thì vì sao mình bán? Tại vì xe mình á, là ở nhà mình có rất là nhiều xe nghe anh em. Đó, nên là chiếc xe này mình không có chạy. Mình để á, thì nó sau này nó hư này kia, nó xét này kia thì ổn quá, mình chia sẻ đam mê lại cho anh em, để cho những anh em nào mà đi làm này kia đó, đi làm hồ hay là anh em đi làm công ty này kia đó, có chiếc xe đi tới đi lui thì chiếc xe này á, được giá bán không được thôi chứ không có trả giá nghe anh em. Đó, tại vì chiếc xe này là xe nhà của mình, đó mình chạy này kia đó, nên là mình dư á, thì mình bán. Còn chứ mình không có mua bán xe, nên là anh em khỏi trả giá mất công lắm. Lại nếu anh em ở Cần Thơ này kia gần gần mình muốn mua xe đi làm thì cứ lại mình, nếu được giá thì mình bán, không được thì thôi. Xe này á, thì không có chê gì chứ nghe anh em. Nói chung á, thì xe Trung Quốc thì có nhiều điểm á, là để chê, ví dụ như là nó cũ quá này kia. Nhưng mà lúc trước á, là trước khi mình làm YouTube á, là mình đã có mua bán xe, mình mở tiệm mua bán xe nghe anh em. Thì mình đánh tâm lý theo của khách hàng, mình biết khách hàng mua xe là về chỉ là đầy đủ hết trơn, vừa chỉ chạy thôi. Lúc trước mình dọn xe này kia mình bán cho miền Tây á, là mình bán rất là nhiều nghe anh em. Đó, nói chung là từ Cần Thơ xuống Sóc Trăng, Cà Mau là mua xe của mình rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì mình tâm lý khách hàng đó, mình đặt vấn đề mình là vô cái vấn đề của khách hàng mua xe là về chạy liền, không có nên sửa gì hết. Nên là lúc trước là mình mua bán xe, mình dọn cái xe nào xe nấy là tới nái luôn nghe anh em, không phải là tới nái hung, nói chung là khoảng là 80-90% đó, để chạy đầy đủ máy im đó, đề bọng kèn nha này kia đầy đủ đó, là lên là chỉ chạy thôi, vàng ngoài rất là ok. Đó, là quay mình quay sơ chiếc xe này cho anh em xem chơi nha. Xe này á, là mình không có mua bán nên là không khỏi trả giá nha anh em. Mình chia sẻ lại cho anh em xài thôi, anh em nào đi làm á thì mua. Đó, nói chung là vậy, mua xài được giá thì bán. Chia sẻ đam mê, tại vì có người ta cần á, thì người ta không kiếm mua không có, còn có mình có thì mình để mình không chạy. Thì giờ mình sẽ chia sẻ lại cho những người mà kiếm mua những cái dòng xe này để đi làm xe Trung Quốc nha anh em. Đó, xe này á, thì mình mới thay vàng áo xong luôn nha. Sườn bọng ở trong mình dọn, mình rửa sạch sẽ hết trơn rồi. Đó, xe này ở tiệm mình thì anh em cũng có biết, đã xuất hiện trên kênh YouTube mình rất là nhiều clip rồi. Đó, mình thay vàng áo nè, tem mình dán nhà nè anh em. Không có một gì, không có nổi bong bóng nha anh em. Mình dán tem á, ngày xưa là nguyên cái lô xe của mình bán xe thanh lý, mình mấy lô xe của mình gần cả trăm trăm mấy chiếc là mình tự lên mình dán nhà không. Đó. Rồi nè, kim xăng lên đầy đủ nghe anh em, nói chung là xe này đề này kia là đầy đủ hết nha. Đó, kim xăng này kia là đầy đủ lên nè, đồng hồ tốc độ có nè, đề nhanh này kia đầy đủ nha. Đó, thấy không, máy thì im nha anh em. Để mình lấy cái mic âm sướng cho anh em nha. Đó, máy im gu rồi anh em thấy không. Rồi tắt rồi, để mình đề lên lại nha. Để mình dặn ganti lên cho anh em nghe ha. Ok, dặn ganti lên thôi, tại xe này mới dọn mới rửa này kia mà. Đó, giờ đề máy lên nè. Đó. Rồi cho anh em nghe máy nè nha. Đây xe này kia mới rửa này kia nghe anh em. Đây anh em nghe máy nè. Đó, máy im ru luôn. Đó. Máy im ru luôn nha. Máy im ru luôn nha anh em. Rồi xe này dọn hết. Đó, đề có, nhanh có. Nhanh có luôn nha, đề có nha. Để mình quay sơ cho anh em xem, nhanh là hai bên có đầy đủ. Đó, nói chung á, là đánh theo tâm lý của khách hàng, đó là dọn xe về cho anh em xài. Thì cái này á, là mình câu qua cái lỗ bình để mình xài cái bóng đèn led luôn nha. Đèn led này á, là mình mới gắn vô cho anh em xài luôn nha. Đánh theo tâm lý của khách hàng là như vậy. Đây mở đèn lên cho anh em xem. Ban đêm đi là sáng ok luôn, pha code thấy không? Đó, ok luôn. Đó là đầy đủ hết. Đó, mình làm tới mà mình suy nghĩ cho anh em, mình bỏ bóng halogen ra mà để mà mình lên cái bóng đèn led này là anh em hiểu là mình suy nghĩ cho khách hàng xài như thế nào rồi. Bao tay thay mới đó. Rồi cái càng thắng này là mình mới thay luôn, càng thắng cũ nó hơi yếu rồi. Còn cái nút này tại sao nút barcode nằm ở bên đây thì hỏi em của mình nha anh em. Đó, ngàn lính của mình thì lỡ gáp vô rồi thôi, để vẫn xài được bình thường không vấn đề nha anh em. Rồi ok, dàn áo thì thay mới, tem mới, bản số mới ép luôn, bản số là bản số titan, khung titan luôn, mới ép, hộp sơn này kia là đầy đủ luôn. Tuy là nó không được 100% như những cái dòng xe mới khác, nhưng mà xe Trung Quốc mà được gì là quá trời ok rồi. Đó, dàn chân này kia sáng hới luôn nha. Cái này là tại vì mới đổ nhất sơn vô nghe anh em. Đó, mới đổ nhất sơn lên. Ok.
Rồi, cầm đùm điền là ok luôn nha. Đó, cầm đùm điền là sáng giới luôn nha anh em. Nói chung là vậy, còn đầu bò là mình đã rửa. Anh em thấy cái đầu bò nè, đầu lòng á là sáng giới luôn nha. Không có cái nào mà để chơi hết trơn. Xe này mua về anh em đi làm là rất là ok luôn. Đó, mình chia sẻ đam mê lại cho anh em xài. Đó, cái người cần thì không có, còn cái người có thì để hoài không chạy lên bụi hết. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho anh em đi làm này kia cho anh em ok. Đó, anh em nào ở gần Cần Thơ, Hậu Giang này kia, Sóc Trăng thì cứ liên hệ lại mình. Đó, mình sẽ để mức giá nào thích hợp cho anh em đi làm. Đó, nhưng mà khỏi trả giá nha, nói trước xe nhà nha. Đó, xe nhà chứ không phải mua bán. Đó, được thì bán, không được thôi để chạy bình thường. Đó. Ủa bán xe mà chảnh quá trời hả? Nói chơi thôi anh em nha. Thì nói cho anh em vui chút xíu thôi. Chứ xe nhà nếu bán được thì để chạy. Bán số cũng ok luôn nha. Đó. Xe gọn gàng, sườn bọng này kia là mình đã làm hết rồi nha anh em. Đó, mình rửa sạch sẽ, có cái ổ phá sao là hết rồi. Không dưới cái phần thứ hai là trong cái biên mình không đựng gì. Đó là mình không có thay ổ phá nha anh em. Đây. Đó, sơn bình xăng lại. Cái báo xăng mới thay luôn. Đó, ốc đỏ trong là mình thay thế mới hết. Còn cái về cái báo xăng này thì nữa mình đổ xăng mình sẽ chỉnh. Đó, mức xăng mình đổ bao nhiêu là chỉnh, tại vì mình thay mới vô là mình chưa có chỉnh lại cái kim xăng này. Đó, nói chung là đồ mới rất là nhiều. Điện này kia thì đầy đủ, anh em nãy giờ xem thì cũng đã biết rồi, nó đầy đủ hết. Đề kèn. À, có kèn cho anh em xem, nãy giờ chưa có kèn phải không? Đó, đèn mở đèn mà bóp kèn luôn. Đó, kèn đầy đủ nha. Km tốc độ lên bình thường. Đề đèn led, đó, thay đèn led cho anh em luôn, nhan bọng đầy đủ, pha cốt đồ kèn là đầy đủ hết, dàn áo mới, dàn chân cầm đùm niền là còn sáng giới, bản số mới ép bản số đẹp luôn. Rồi ok, anh em nào có vấn đề gì xe liên hệ trong fanpage dưới phần mô tả video này. Còn nếu anh em gần của mình á thì lại tiện mình làm xe thì từ đầu clip mình có để cái địa chỉ, anh em nhấn Google Maps nó sẽ ra số điện thoại địa chỉ đi tới nơi luôn nha anh em. Đó, rồi anh em nào muốn mua chiếc này đi làm này kia thì liên hệ mình ha, lại tiện nha. Rồi ok, tạm biệt anh em nha.